đêm vùng cực sắp kết thúc. Mặt trời đã vượt qua đường chân trời, và mỗi ngày vòng cung của nó lại lên cao hơn một chút. Những tia nắng vàng chạm vào ngọn cây, khu rừng trở nên ồn ào hơn. Dưới những tia sáng đầu tiên của ngày, chim chóc hót vang như để ăn mừng chuỗi ngày đẹp trời sắp tới. Tuyết trong các bụi cây thấp đã hoàn toàn biến mất. Mùa xuân giờ hiện diện ở khắp nơi. Băng tan, nước chảy trong các con sông đang tan băng. Cuộc sống đã trở lại. Mọi tạo vật dường như đều rộn ràng, hạnh phúc. Chim lội suối họng trắng, không để phí thời giờ. Nó lặn xuống dưới mặt nước bị đóng băng một nửa để bắt ấu trùng và các loài côn trùng dưới nước. Giờ khi đã no bụng, con chim có thể bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ mới, quyến rũ con cái. Nó phô ra bộ ngực màu trắng dễ thương của nó và vỗ cánh một cách kiêu ngạo. Chúng đang tán tỉnh nhau. Trên đài nguyên, tuyết tan mang đến những triển vọng mới. Giờ là lúc để củng cố sức mạnh, để giao phối và chinh phục những lãnh thổ mới. Cảm giác khoan khoái mùa xuân mang lại làm biến đổi cảnh quan nơi đây. Chú trong khoang của nó. Một con ong nghệ chúa đang trông nom đàn con của nó. Nhờ có lớp lông giữ nhiệt, con ong có thể tự kiểm soát nhiệt độ cơ thể nó. Đây là một lợi thế lớn ở xứ sở lạnh giá này. Ở nhiệt độ 5 độ C, đây là loài côn trùng đầu tiên ở Bắc Cực bắt đầu hoạt động trở lại. Con ong chúa này thụ thai vào mùa thu năm ngoái. Suốt mùa đông, nó ở một mình trong một cái hang, chờ đến ngày đẻ trứng. Giờ đây, trong mỗi khoang của tổ ong, một ấu trùng đang phát triển. Chẳng mấy chốc, những con ong thợ đầu tiên sẽ xuất hiện. Chúng là những thành viên mới của đàn ong mới.